Rồi, ngày hôm nay các bạn ơi, đây. Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Gamehayonline.com nhé. Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Ngày hôm nay thì mọi người sẽ nhận đi chiếc xe sinh nhật của Play Together nha. Chiếc xe miễn phí luôn nha mọi người. À, hôm qua thì có bạn Lân đã bình luận và like video đăng ký kênh rồi nè. Ok, thì mình sẽ tặng cho bạn Lân một món quà ha. Bạn Lân thì không ghi là muốn tặng cái gì hết luôn. Ok, thì mình sẽ tặng cho bạn Lân một cái băng đô nha. Đây, một băng đô thỏi mạng cho mọi người. Rồi, Vũ Viking tặng em ha. Ở video trước thì mình thấy mọi người bình luận là tặng cái gói mèo bất hảo với lại là gói cái gì ta? À, gói ra là rất là nhiều luôn, nhưng mà cái mini game nó hết rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ tặng thỏi vàng thôi nha. Thì mini game tặng gói đồ thì nó mắc hơn, cho nên là lâu lâu mình mới tổ chức một lần thôi. Thì mọi người nhớ theo dõi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhận chiếc xe để mà review cho mọi người xem chiếc xe sinh nhật với lại tụi đời nha. Đói chiếc xe sinh nhật đó mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ điểm danh ha. Rồi ngày hôm nay các bạn ơi, đây. Uầy, xe này luxury nha mọi người. Xe bánh kinh kỷ niệm 2 năm của Play Together nha. Và cũng hoàn thành các bạn điểm danh này luôn. Và chúng ta sẽ có một bản cập nhật vào ngày mai ha. Hôm nay nữa là nó hết sự kiện này luôn nha mọi người. Hết những sự kiện kia luôn. Và ngày mai không biết là có sự kiện mới gì không. Thì chiều nay sẽ có một video chi tiết về bản cập nhật cho mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha mọi người. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ review chiếc xe này cho mọi người xem. À, chiếc xe đâu rồi ta? Vô trong phần yêu thích liền ha. Rồi. Đây. Ui. Ôi, đẹp nha mọi người ơi. Ở xe này ban đêm thì nó không sáng nha mọi người. Được cái là nó có mấy cái bong bóng phía sau kìa. Phải chở thêm mấy cái bong bóng nữa ha. Để xem là nó tốc độ bao nhiêu đây. Tốc độ 5 tăng tốc 9. Ôi, cũng được đó mọi người. Cũng được, nhưng mà có một chỗ thôi. Trời đất ơi, điểm yếu là chỉ có một chỗ thôi mọi người. 5.9 hả, để xem cái xe bên này mình vô 5.12. Nó chậm hơn chiếc xe máy nha mọi người. Rồi. Đấy, thì âm thanh nghe nó cũng được nha mọi người. Âm thanh của chiếc xe nghe cũng được chứ không giống chiếc máy cày ha. Thì âm thanh này nghe cũng hầm hố nè, được nè. Ổn áp nè mọi người ha. Rồi, các bạn nhớ vào để nhận xe nha. Bữa giờ điểm danh cũng 28 ngày rồi đó mọi người. Thì nó còn 5 ngày nữa thôi à. 6 ngày nữa, đúng chính xác là 6 ngày nữa. Nếu như bạn nào mà chưa nhận được xe thì chắc chắn là sẽ không nhận được xe ha. Còn bạn nào mà điểm danh đúng thời hạn thì sẽ nhận được chiếc xe miễn phí nha mọi người. Bữa giờ nhận khá kim cương rồi trứng rồi các kiểu nó quá trời luôn. Này là sinh nhật của Play Together cho nên Play Together cho rất là nhiều quà luôn. Rồi xem trong những ngày hôm nay thì có gì không ha. Không có gì mới hết à. Mình sẽ nhận kim cương miễn phí nha các bạn. Đấy, các bạn nhớ tích kim cương miễn phí nha. Ngày mai không biết là nó sẽ có hộp quà gì mới không ta, hộp quà bắt thăm mới đó các bạn. Thường thường thì trong mỗi cả bản cập nhật ấy, thì hay có những cái chắc chắn là mai có đồ kim cương mới nè. Ngày mai hình như sẽ có đồ kim cương mới và không biết là có hộp bắt thăm mới hay không á. Nè, cái hộp em bé đáng yêu này mai hết hạn nè, hộp tiên nữ hoa sen hết hạn luôn nè, và cái hộp nội thất cũng hết hạn nè. Ba gói kim cương này sẽ hết hạn vào ngày mai và mình tin chắc là ngày mai sẽ có gói kim cương mới nha. Rồi, nhận kim cương nè. Ủa, qua mình mở được cái gói có con khủng long này mọi người. Đấy, cái gói này ngày mai cũng hết hạn luôn nha mọi người. Có khủng long này nè, miễn phí đây nè. Thì hôm qua mình mở được cái con khủng long. Trời đất ơi, hôm qua thì mình không có đi quay video đây. Thì ngày hôm nay mình mới quay video này. Nhưng mà ngày hôm qua không quay video lại mở ra con khủng long mọi người. Trời ơi. Đấy, mọi người nhớ vô mở hết mấy này đi nha. Ngày mai nữa là hết hạn rồi. Trời ơi. Rồi cái con này ngày mai cũng hết hạn cho mọi người, nhưng mà mình vẫn chưa có đồ dép. À, được kim cương, trời đất ơi, mình vẫn chưa có đồ dép mọi người. Ảo thiệt chứ. Mình cũng hên là có cái mũ, có mặt nạ với lại là đồ rồi. Nhảy dưới cho bạn nào chưa có mặt nạ với lại đồ nha. Ui, hôm nay là cuối cùng rồi nhưng mà không ra đồ dép. Bữa giờ mình mở cũng không ra viên hồng ngọc với ngọc bích rồi luôn. Giờ không biết là bạn nào mở được không ha. Thì comment bên dưới ha. Nhảy dí cho mọi người giới. Rồi mình sẽ mở hộp vịt luôn. Đấy, được kim cương các bạn. Đấy, tích được 1.500 kim cương rồi nè. Đấy, hôm nay mọi người nhận xe sinh nhật miễn phí quá trời luôn nè. Quá trời quá đắt luôn. Nhận được hồng quang, nhận được 50 kim cương nữa chứ. Đấy, ngày mai á, thì sẽ có một bản cập nhật nha mọi người. Đây, cập nhật về Fashion Mall nha. Đây, cập nhật đây các bạn ơi. Thì cho mọi người xem cái video mà nhà phát hành mới tiết lộ ngày hôm qua cho mọi người xem nè. Đây thì cái Fashion Mall mới này các bạn ơi, được trang trí làm lại ha.
kiểu nó có một cái sàn cắt rút mới đó mọi người, để biểu diễn thời trang nha. Thì đây có những cái bộ đồ để sẵn cho mọi người có thể là mặc vô để biểu diễn nè. Mà kiểu này là đồ sẽ để chung hay là mỗi người sẽ có một khu vực đồ riêng ta? Cái này thì chưa biết, để ngày mai cập nhật mới biết nha mọi người. Thì hình như là nó kiểu nó bán luôn đó các bạn, nó bán những cái bộ đồ đó thì các bạn tới mua xong rồi có thể là tổ chức cuộc thi biểu diễn thời trang á. Đây, đây các bạn ơi, đấy biểu diễn ha, các bạn có thể là đánh giá sao được luôn nè. Vậy là cuộc thi này khi mà tham gia thì các bạn có làm vị trí khán giả thì mọi người sẽ được đánh dấu sao hay sao ta? Và hình như cái này không biết là tham gia như thế nào, cơ cấu sẽ như thế nào thì ngày mai mọi người sẽ được sáng tỏ nha. Còn hôm nay thì mới trailer nhẹ nhẹ cho mọi người xem qua như thế thôi. Đấy thì ngày mai sẽ có nhiều icon và hành động mới cho mọi người nha. Đây, ngày mai sẽ có những cái icon mới này như mọi người nha. Đây, hồi bữa thì mình đã có review cho mọi người xem rồi đấy. Đây, những cái icon mới nè các bạn, icon để biểu diễn thời trang ha. Ngày mai chúng ta sẽ mở. Mình ngay có thể là nó sẽ bán ở trong gói cho mọi người. Một gói cỡ 200 kim cương hay là 150 kim cương gì đó. Thì nó sẽ có tất cả các icon hành động mới này luôn. Hoặc là nhập hành thì có thể là đi cho mọi người đi làm nhiệm vụ để mà hoàn thành, để nhận những icon như lần trước ha. Tôi có hai trường hợp đó là mọi người, một đi làm nhiệm vụ để hoàn thành nè, hai là bán bằng kim cương nha mọi người. Là những icon là Bitmi nè, với lại sao nè, rồi tặng quà nè, đấy là những icon mới nữa nha. Rồi trong phần hộp thư ngày hôm nay Giảm Hành cho chúng mình một cái kim cương may mắn. Đấy mà hiện lên mở ra 77 kim cương thì hên nha mọi người, còn 5 kim cương như mình thì xu nha. Rồi ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mở thư của mọi người nha. Tại vì ngày mai nữa sẽ cập nhật quà mới rồi. Ngày mai sẽ mình có quà mới thôi, bạn mới thì mình sẽ tặng cho mọi người ha. Đây anh ơi ký em đi, hiện tại là mà hôm bữa thì mình mở còn mấy mấy thư nè. Anh ký em đi, cái hiện tại thì bạn bị lỗi nha, nhắn vô tên không được cho nên là anh không ký lên đây được nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở quà của mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đây chắc chắn là mọi người sẽ tặng hoa cho mình rất là nhiều. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bạn nào có tên ở trong danh sách thư này thì nhớ mình là phía bên dưới để mình thả tim cảm ơn nha. Có thể là comment phía bên dưới để cho mình tên để mình vô mình đăng ký tên cũng được. Các bạn phải để lại tên ở dưới phần comment ký được. Thế hiện tại trong thư này nó bị lỗi mọi người. Mọi người nhắn đâu vô cái tên được đâu. Đây mình nhắn vô tên này đâu có được đâu, đâu có ký, đâu có làm gì được đâu mọi người. Rồi để xem là các bạn đã tặng cho mình được bao nhiêu cái bông hoa nha. Để mình cho một con bé của mình nó tắm cái mọi người ơi, nó dơ quá. Rồi tắm đi. Hôm nay thì mình mới biết cái mấy cái linh hồn này cầm được nha mọi người. Trời ơi mấy cái linh hồn này các bạn có thể cầm được nha. Màu xanh và vàng một cam thì các bạn có thì có thể cầm được nè. Màu vàng là đẹp nhất nha mọi người. Đấy ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy bông hoa ra tiếp tục nha. Để xem thử là ngày hôm nay các bạn tặng cho mình được bao nhiêu cái bông hoa. Uầy, 50 cái luôn các bạn ơi. Bữa là 100 cái, hôm nay là 50 cái là cũng nhiều nha. Mình mới mở thư hôm trước chứ mấy, mà hôm nay rồi có thêm 50 cái rồi nè. Vậy là tổng cộng mình đâu đó có khoảng là 150 cái cho mọi người. Uầy, cái bông
Đây, rồi mình sẽ decor hết khắp nhà mình luôn. Đây, đây là thành quả của mọi người nè. Đấy, vô nhà của mình chơi nha, để mà tận hưởng hết những cái thành quả mà mọi người đã, ôi, đã tặng nha. Rồi, còn 10 bông nữa thôi các bạn. Cái này thì mình hiện tại là mình chỉ để sơ sơ thôi. Bữa sau mình sẽ decor nó đẹp hơn ha. Bữa sau thì mình sẽ decor thành một cái khu gì đó, chứ không phải là mình decor như thế này đâu. Bữa sau thì mình sẽ làm một cái khu toàn là bông như thế này luôn. Rồi mình sẽ để những cái còn lại ra ha. Rồi hết rồi đó các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa? Đấy, sơ sơ thôi. Vô nhà mình là nhìn là bông không? Đây, cái này mà có thêm 100 bạn tặng nữa thì thôi, quá trời luôn nha mọi người. Thêm cỡ 200 cái bông nữa, 200 cái bông nữa là mình sẽ lắp cái xăng này luôn. Lắp cái xăng này luôn nha các bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đóng góp vô để tặng bông hoa cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vô nhà mình chơi nha. Rồi bye bye mọi người, và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Bye bye.